Được rồi. Con có mấy cái con vậy? Dạ bốn ạ. Ui giời. Đông nha. Dạ. Bây giờ hôm trước đăng ký xem cho những ai nhỉ? Dạ. À, con đầu tiên và hai đứa con gái. Con cho hai đứa con gái thôi, còn hai thằng con trai thì con để sau ạ. Để dành à? Bây giờ đọc la số của mẹ đây nào. À, ngày bao nhiêu dạ, dương? Dạ, ngày dương lịch. Ngày 3 tháng 6 1964. À, dương à thầy ạ? À? Ngày dương à thầy? Rồi, ngày dương. Vâng. Mấy giờ? Dạ không biết là chính xác là 5 giờ mấy hoặc là 5 giờ. Thầy đó. Coi con là giờ mẹ hay là giờ dần. Tại vì thầy coi anh em thì cũng nhiều lắm thầy. Anh em nhiều à? Anh em anh chị em anh năm anh chị gái cũng năm. Nhưng mà chắc sát 2 người em trai. Còn 8 người tất cả. Ừ. Rồi. À, con là có cái trai có gái đúng không? Hai trai hai gái hả? Dạ, hai trai hai gái hả thầy? À. Dạ, xin thầy cho em hỏi thăm là em bên đạo nhưng mà em xưng bằng thầy hay là thầy bằng em hay thầy bằng con? Muốn xưng thế nào cũng được. Ồ, không phải thầy đi tu á thì em xưng bằng con. Còn thầy chỉ coi như vậy thì em xưng bằng em hay là giống thầy giáo vậy? Em giống thầy giáo cũng được. Dạ vậy thôi. Sinh 6 năm à, sinh 6 năm giờ là đúng rồi. Sinh 6 năm giờ thì không sống ở Việt Nam. Vậy hả thầy? Thì sống ở nước ngoài. Dạ. Đợi thầy chốt lá số đang loát. Rồi. Sinh vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 64 là ngày 23 tháng 4 đấy. Vâng. Sinh vào giờ Mão Sơn hơn 5 giờ nhá. Dạ. Có phải là làm nghề liên quan đến diễn viên điện ảnh hay cái gì không? Dạ không. Tiếc lắm thầy, tại vì hồi xưa nhà nghèo quá, đâm ra thích đi lắm nhưng mà má không có điều kiện. À, thế đâm ra thôi đặt. Trong lá số này thì giọng nói hay lắm mà nghe này thì đúng là mệnh tham lang rồi. Bởi vì ở nước ngoài nên là thân cư thiên di này. Ở xa nhà, xa quê. Đây là người con gái dạ. Đây là người con gái nổi tiếng phết bởi vì cái trò mã khóc khách tại mệnh đấy. Thôi, con tưởng cái mã khóc khách là cực khổ lắm mà sao mà thầy nói này. Ủa, mã khóc khách là cái trò sao mà dễ nổi tiếng. Những trò những người mã khóc khách tại mệnh hoặc chiếu mệnh ấy thường là làm showbiz. Nổi tiếng nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh đấy, những cái nghề đấy rất nổi tiếng. Hồi nhỏ thích lắm mà nói mẹ cho con đi học và ca nhạc rồi đánh đờn tranh đờn bầu. Mẹ nói con gái mà đờn tranh đờn bầu thế là mộng của con tan mất. Thế à, vì có scope, vì má khóc khách là có máu nghệ sĩ trong người đấy. Dạ thích đừng tranh đừng bầu lắm thầy ạ. Nhưng mà má thì cứ nói con gái mà nghe đừng tranh đừng bầu coi dẹp đi để là con vợ mọc mất. Thế à? Bây giờ dạ, một lần nghe được một lần nhớ đến Cần Thơ lắm thầy ạ. À, thế là sinh ra Cần Thơ à? Dạ không, tại vì thích đừng tranh đừng bầu đó. Bây giờ nghe hai đến đừng tranh đừng bầu là cái nhớ đến của mình còn nhỏ thích học mình. Video này mà post lên mạng mọi người nghe có nhận ra cô này là cô gái Cần Thơ tên là gì không nhỉ?
À có hình như Cần Thơ gạo trắng nước trong đúng không? Dạ không, em không có ở bên Cần Thơ mà em lại nói người đẹp Bình Dương, người ta nói thường thường như vậy nhưng mà em sinh ở Bình Dương hả thầy? À sinh ở Bình Dương à? Đây là mệnh tham lang tài mệnh mà có mã khóc khách này là xinh gái lắm đấy nhá. Thầy vào thầy Facebook của em đi, thầy coi em coi xấu ma chê Chắc là xinh thôi, thầy cũng chưa có thời gian vào Facebook. Nhưng mà đây là một lá số mà có cung phúc đức rất là tốt. Cung phúc đức ấy có sao tử vi thiên tướng nên là mà lại có ân quang thiên quý ở chiếu đấy nữa, nên là sinh ra trong một dòng họ tương đối tốt này, vâng. nhiều người làm quan chức. Mà kiếp trước làm quan chức, sau kiếp này không về Việt Nam làm quan đi. Vâng, hồi năm vừa rồi có người ta kêu về làm quan mà em cứ bị rối bối rối con cái. Với phần nữa còn người ta em cứ tưởng người ta trả nợ cho em. Mà rồi em cứ nghĩ là đây bay đi bay về hết tiền hết bạc rồi bây giờ còn về nữa thì có bao nhiêu đồng đâu mà về. Thế là em qua không mà người ta không cần vì tiền, người ta cần vì cái gọi là về làm trong nhà nước hoặc là cái gì đó thì trung ương người ta vẫn gọi gọi năm vừa rồi thầy, năm vừa rồi thứ ba gì đó năm 2015 á, người ta nói nhắn về mà nhắn cả năm luôn ở án Tây Ninh á, ở tòa án Tây Ninh bị kêu em về với trung ương đang gọi mà em đang buồn bã gia đình vì chồng có rồi con học nhỏ đi học, bây giờ em nuôi thằng nó ra trường được hai đứa rồi thì cũng mừng quá, đâm ra về thì mất con, bây giờ mình đã mất chồng rồi còn lại mất con nữa, đâm ra không nên, đâm ra em ở lại em nuôi con cho nó ăn học thành tài vậy thôi. Nếu bây giờ con nó thành tài rồi thì em sẽ chờ ở về, không biết là ta còn 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 cần đến em hay không. Bây giờ tuổi này thì nữ rồi, Việt Nam là hết biên chế rồi. Phải cao hơn một tí chứ, tại vì quân sư thôi, quân sư về về nội chính ở trong nước thôi chứ không cần, nhưng mà ta cần cái khác anh thầy ạ. Chắc là lá số này có biệt tài, mà không khách tại mệnh chắc có biệt tài gì đấy nên người ta nhờ quân sư hả? À, trên quân sư chính trị tất cả cũng có cái này ạ. Rồi bây giờ cô này là cô hóa quyền chiếu mệnh này, là một người biết, là cả một người có quyền lực và biết sử dụng quyền lực tốt đấy, lại có tướng quân quốc ấn làm cung tài bạch chiếu mệnh này. Dạ. Nếu mà ở Việt Nam ấy là nhờ đầu tư công mà phát triển kiếm tiền là giỏi lắm đấy. Rồi hóa lộc nằm cung thân chiếu mệnh này đó, hóa khoa thì nằm cung phu thê nhưng mà nó nhị hợp tam hợp với cung thân nên là cung mệnh thì không đủ, nhưng cung thân có đủ hóa khoa hóa lộc hóa quyền đấy. Những người mà có tam hóa hóa khoa hóa lộc hóa quyền thì rất là giỏi về nhiều môn. Hóa khoa nói về kiến thức học tập, hóa quyền nói về có khả năng lãnh đạo quản trị, điều hành dùng quyền lực. Hóa lộc là có khả năng kinh doanh kiếm tiền tài chính đấy. Thế thì cô có cả ba hóa luôn, hóa khoa hóa lộc hóa quyền có tất, lại có tròn mã Và khóc, lại có nó tròn đang ở mã đâu mà có hóa khoa thì nằm cung phu thê này, hóa quyền thì nằm cung tài bạch này, hóa lộc thì nằm cung thân, cung thiên di chiếu về. Nên là nếu mà những người mà có đủ hóa khoa hóa lộc có quyền mà đi làm quân sư thì rất là giỏi, rất là tốt, phù hợp, bởi vì biết nhiều thứ mà. Nhưng mà cung mệnh của cô gặp tuần rồi, có nghĩa là cuộc đời bị vây hãm, không thoát ra được. Ông xã đi rồi còn còn một mình thì khỏi ai vây thì có làm được không thầy, hay là cái mạng nó vậy vậy rồi. Thực ra bây giờ năm nay là nó rơi vào cung Vũ Khúc Thiên Phủ, là năm có sao thiên hình. Thế là năm chồng đi từ năm nào? Năm nay luôn à? Dạ không, năm 2014 ạ. 14 rồi, năm đấy có địa không địa kiếp chiếu và tham lang gặp tuần rồi, phá quân chiếu mệnh chiếu vào năm đấy nữa. Thế chồng bị sao?
chồng đi theo người ta rồi tức quá thì đuổi luôn ra khỏi nhà trong một ngày. Năm 2013, tháng 10, tháng 11 gì đó, tháng 11, tháng 10, 18, tháng 10, đuổi luôn một ngày luôn, chẳng thương tiếc gì cả. Thật giận quá. Ở Việt Nam đang cái bài là bây giờ em đã làm vợ người ta đang hot đấy. Thế bây giờ là cô phải hát bài là giờ anh đã làm vợ người ta, anh làm chồng người ta, chồng người ta. Thôi nói vui vậy thôi. Lá số này đẹp mà, đẹp vì là có tam hóa chiếu. Đấy, cùng một thức phúc đức tốt nên là hậu vận tốt lắm. Sau này được nhờ con cái. Bởi vì trong lá số này á là cung con có sao Thiên Đồng đắc địa. Đắc địa nhá. Đấy, dạ. Rất là nhiều sao đẹp chiếu của cung con. Có cả Lộc Tồn chiếu của cung con nữa. Nên là sau này được nhờ con cái lắm. Mà sao nó lại tiểu hao hay gì hao gì á thầy? Song hao đóng ở cung con thì sẽ bị sẩy não mất hai người con. Không, dạ không có. Có một cái thôi, có một người thôi à? Một à? Thế thì tiểu hao đúng rồi. Có một con. Ừ. Cái nữa là song hao nằm cùng con thì con thường cho mình nhiều tiền. Chăm sóc mình tốt, nó tử tế với mình, nó hay cho mình tiền bạc. À dạ. Ừ. Nên là số được nhờ con là thế đấy. Dạ, cũng cầu cho mong mà mình nuôi cho nó thành người thì không biết nó có nhớ đến mình không. Ừ. Rồi cái nữa là bố cha mẹ còn không? Dạ, ba mất rồi ạ. Đúng rồi. Còn mẹ. Bởi vì nhật nguyệt cha mẹ đóng đồng cung này, không gặp tuần triệt thì không được gần nhau. Một người sớm mất. Thầy vừa xem vừa hỏi để thầy biết xem lá số này có đúng chính xác giờ này không đấy. Tất cả những thầy hỏi thì đúng là số này luôn. Tiểu hao nằm cùng con mất một đứa này nhá. Cha mẹ đồng cung không gặp tuần triệt mất cha này, chuẩn luôn. Chồng có vũ khúc thiên phủ là người tương đối tử tế nhưng mà mới bây giờ mới bỏ là chậm bỏ đấy. Bởi vì sao cung chồng là rất sáng nhưng có sao thiên hình đóng ở đấy nên là không vượt qua được. Vẫn phải bỏ nhau. Yên tâm đi, bởi vì cung nô bộc tốt lắm. Bởi vì hỷ thần này, tả phù hữu bật xương khúc nằm cung người thiên việt nằm cung nô bộc, sau này sẽ được nhiều người giúp đỡ lắm. Dạ. Ừ. Mà thân cư thiên di nên là ở nước ngoài phù hợp hơn ở Việt Nam. Ở đây dạ. Ở đây còn một vấn đề nữa là bị triệt thân nên là phụ nữ mà triệt thân cũng hơi vất vả, nên là vất vả về chuyện tình duyên cũng đúng rồi. Dạ. Ừ. Và 5 năm 6 trở ra lại có tình duyên mới đấy. 56 tuổi hay năm? Dạ. 3 năm nữa. Ừ. Không cần đến 3 năm nữa đâu, 2 năm nữa thôi. Bởi vì sắp hết năm nay rồi. Dạ. Lại vui với duyên mới rồi. Okay, nếu mà đi mới thì có tốt không đó chứ. Anh số 2 cũng được mà, anh số 2 là người rất thiện chiến, đa tài, đẹp trai. Mỗi tội cao to, da hơi ngăm ngăm đen. Anh số 2 á. Dạ. Cũng tốt. Tốt. Anh đấy cũng có khoảng 2 đời vợ rồi, lần này lần thứ 3. Dạ, có thật biết vậy thầy. Nhìn thấy mà. Trong lá số tử vi nó thể hiện người đấy rồi. Tính còn khó. Khó, thế gặp một người có sao thiên tài đóng thì làm sao mà cưỡng lại được. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt mà. Nên là gặp một anh tài cưa cho dễ đổ lắm. Vâng. Yên tâm đi, cuộc đời này hậu vận ổn mà, không sao đâu nha. Cung Điền Trạch hơi xấu một chút. Bất cát ấy, nhà cửa xấu. Đại hào cô thần kiếp sát đóng ở đấy nên là dễ phải bán nhà, bán cửa. Vâng. Trong đời phải có lần bán nhà để trả nợ. Đất đỏ
Nam, rồi chính vì con về Việt Nam đó mà con mất cả tương lai của con á. Đúng rồi. Ông nghe con mua đất rất là nhiều, ông chồng con nghe cái mua xe rồi mất đất, rồi giờ con mua đất thì bạn cũng giật, rồi cái hùng gót của nhà chồng thì cũng mất, chồng bỏ thì mất luôn. Tóm lại nguyên nhân là hòa từ cung đất đúng không? Bởi vì đại hao cô thần kiếp sát thiên không, rồi thiên lương hãm địa, nó nằm ở cung đất mà. Vâng, con bị mất hết vì tài sản vô đất, về nhà chồng cũng đất, về bạn cũng đất, tất cả con bị mất về đất hết. Đúng rồi. Thế mà ông chồng con giàu, con mua máy bay luôn đó, nhưng mà cái ổng không nghe, ổng cái mua xe mua cổ, rồi con cái đầu tư vào đất, bạn bè ổng thì con mất hết rồi. Đúng rồi. Thôi. Nếu mà ngày xưa biết xem tử vi thì không bao giờ mua đất. Sao sao không học xem tử vi từ sớm lên? Trời, con nghe thì giờ này con cũng đâu đến nổi. Nên là người nào mà chưa học xem tử vi, cố gắng học xem sớm lên, xem là nguyên nhân cuộc đời mình sau này cung nào là cung họa thì chớ có đụng vào. Ví dụ như là đây là một lá số mà cung họa là cung đất, nên là không được chơi vào đất cát, không được mua đất, không được tàng trữ đất cát. Đâu có, nếu mà tự con thì con làm giàu, con cái nể chồng mà đưa cho chồng, mà chồng mua, chồng nó kiếm hết. Chứ vậy chứ đâu phải con rồi nể chồng, rồi cái đưa cho chồng mà làm cái nghe, rồi cái dựng lui. Con mua tới 1000 mét ở trong Sài Gòn, mà chồng thế lại con lại đói tiền, lại vừa lỗ vừa mất, rồi để tiền cho gia đình chồng làm, cho chồng bỏ rồi thì gia đình chồng có nhà, có cửa, có tiền, con lại hết. Rồi. Nhưng mà yên tâm đi, tháng 11, bây giờ là tháng 10 âm, tháng 11 âm ấy là còn lại có phương án sinh lời kiếm ra tiền đấy. Tháng 11 âm hả thầy? Đúng rồi, tháng sau. Hôm nay đã là mười mấy rồi. Còn hôm nay đã 19 âm rồi. Còn khoảng ngày nó đến tháng sau thôi, tháng sau lại có phương án sinh lời sinh tiền đấy, yên tâm đi. Dạ, cảm ơn thầy. Và sang năm thì tốt hơn, tháng năm rơi vào sao Thiên Đồng có song hao. Tháng năm có sự đầu tư tốt và cẩn thận là đừng có đụng vào đất vào sang năm nữa, nếu mà sang năm lại rơi vào đất và ô tô lại mất tiếp. Không dạ, làm. Dạ thầy, thầy cho em hỏi với phần mà em không mua, nhưng em nhờ người khác mua đứng vào được không thầy? Nếu người đấy có vận mệnh họ đang tốt. Còn nếu mà họ gặp một người mà họ đang cái vận mệnh không tốt mà cung điền trạch có cũng xấu nữa thì mất cả đôi. Có hiểu không? Làm ăn với ai thì phải biết cái vận mệnh của họ, không có ai nắm tay từ tối đến sáng. Có nghĩa là không có ai vận mệnh tốt liên tục mà không có ai xấu liên tục. Vấn đề là chúng ta có chọn đúng cái thời điểm tốt của họ để chúng ta nhờ hay không. Đấy. Mà nguyên tắc chung là người ta phù thịnh chứ không ai phù suy cả. Ai mà đang thịnh thì chúng ta phù họ, nhưng mà suy thì không nên. Bởi vì đấy là mệnh trời khiến cho người ta suy. Nếu mình tham gia vào thì mình cũng sẽ bị lây luôn, vạ lây luôn. Đấy. Và những người mà đang ở vận họ đang xui, đang bị không tốt, đang xuống thì mình phải khuyên họ là đức năng thắng số, có nghĩa là làm những việc công đức để là thắng lại số mệnh đấy. Nhá. Nên là đang làm ăn với ai là phải tìm hiểu xem lá số tử vi của họ thế nào, cung của họ năm đấy vận của họ đang phát hay đang suy. Nếu họ phát thì chúng ta rút vào, cộng vào thì chúng ta cũng phát theo. Nếu họ suy chúng ta gộp vào họ, mà nhờ ý chí của họ để làm ăn thì chúng ta cũng xui theo họ luôn. Dạ. Năm tiếp theo nữa là năm 2018 thì rất tốt, có hóa quyền, có là lúc đấy sẽ tìm được cái công việc mới và có tăng thêm được quyền lực của mình, và việc kiếm tiền sẽ nhộn nhịp hơn. Và năm 2018 là năm có thể đầu tư mạo hiểm được, bởi vì năm nó có tròn sát pha lang. Năm 2019 thì gặp tình duyên mới, anh chồng thứ hai xuất hiện, anh đấy cũng giàu có lắm. Mỗi tội hai đời vợ rồi thôi, đến mình là đời thứ ba nha. Dạ. Năm 2019 mà gặp một anh hỏi anh mấy đời vợ rồi, bảo anh mới có hai thôi, chuẩn luôn. Chính anh đến sao em tìm anh 56 năm anh không xuất hiện, bây giờ mới xuất hiện là sao? Nha. Và cái đại vận từ năm 56 tuổi trở ra thì cũng tương đối ổn, không vấn đề gì lắm đâu, tương đối ổn. 16 thì còn dài quá thầy ơi. Ổn mà. Năm nay của ta là 50
52. Nhưng mà trước khi gặp anh đấy, 4 năm nữa dài quá. Trước khi gặp cái anh 56 tuổi á mà kết hôn ấy thì sang năm cũng gặp một anh đấy. Nhưng không cưới, không thích, không lấy anh đấy đâu. Gặp một anh nhưng không lấy nhá. Chỉ có tình duyên thôi, cũng có một số tình cảm, mình cũng quý mến họ nhưng không đi đến hôn nhân. Tại vì chưa đủ duyên. 56 tuổi hay là 5 con 56 tuổi? 5 con 56 tuổi thì mới kết hôn lần nữa. Còn sang năm ấy, sang năm sẽ gặp một anh nhưng mà có tình cảm với nhau nhưng không đi tới hôn nhân. Dạ. Rồi, những cái gì về tương lai thì nói hết rồi. Thầy quay phim lại rồi, thầy sẽ post lên cho. Dạ. Và yên tâm rằng nghe giọng này không ai nhận đấy là mình là ai đâu. Dạ, mà thầy cho con hỏi với cái việc làm đó, thí dụ vậy đấy, thí dụ thầy nói mà cái đức á, cái đức của người cha mình á. Ừ. Đức của người cha, cung phúc đức. Cung phúc đức là nó là phúc đức nhà cha mình, của họ cha ấy, họ mẹ họ cha mình ấy. Làm sao tốt mà. Dạ, tại vì nhờ cái đó mà người ta kêu mình đi làm. À. Biết, dạ. Tốt. Tại vì bây giờ... tốt. Tốt. Bởi vì cung phúc đức của cha mình tốt. Vậy nên cảm ơn thầy. Ừ. Hy vọng đi nhá, có niềm tin vào việc đấy đi. Thầy thấy tốt mà, thầy khen ngay từ đầu rồi. Dạ. Ừ. Cho em hỏi thăm với lại cái thầy, cái cung của mẹ đó, với gia đình, với anh chị em á. Ừ. Anh mà đang mời mẹ nữa mà không hiểu thì sao, không có hợp nhau á. Thêm một mẹ nữa không hợp nhau á hay như nào? Không hợp nhau. Bởi vì trong cung huynh bởi vì như này, trong cái cung phúc đức của mình có cái sao phục binh nó nằm ở đấy thì mọi người thường là không hợp nhau lắm, họ hàng thường ly tán. Yeah. Ừ, do cái sao phục binh đấy nhá. Vâng. Nằm cung phúc đức nên là họ, mọi người trong họ hàng không hợp nhau lắm, hay gièm pha nhau. Đấy. Cung phụ mẫu có sao tuần đóng đây này, cung phụ mẫu có sao tuần đóng thì cha mất sớm, chuẩn luôn đấy. Dạ. Đây là số chính xác rồi. Còn cái cung anh em ấy, thầy. Ừ. Cung anh em là nhật nguyệt đồng cung nên là không có tuần triệt nên là cũng phá nhau, nên là không hợp nhau. Đấy thầy nói rồi, cha mẹ nhật nguyệt đồng cung không gặp tuần triệt nên là mấy một người mất sớm, thì cung huynh đệ của con là cũng nhật nguyệt đồng cung luôn nên là anh em thường tranh chấp lẫn nhau. Không hợp, không được đoàn kết. Mà có hóa kỵ đóng ở đấy là hay thị phi hay cãi nhau, không hợp nhau. Vâng. Ừ. Nhật nguyệt đồng cung là nguy hiểm lắm. Gặp tuần triệt mới hay, không gặp tuần triệt là vô cùng nguy hiểm. Nó gọi là tranh tối tranh sáng. Hay có sự giành giật, tranh chấp. Người được người mất. Đúng rồi, thân là triệt. Cái sao tuần ấy, sao tuần là một cái sao mà nó vây hãm cuộc đời mình. Nó không mang tính chất nguy hại, có nghĩa là nó sao tuần nó giống như cái phanh bây giờ giống như đang đi một cái xe máy ấy. Thì cái sao tuần nó giống như phanh trước. Cuộc đời mình đang đi như một xe máy lao đi thì sao tuần nó giống cái phanh trước. Mà phanh trước khi mà chúng ta bóp phanh thì chúng ta phải thả ngay, bóp nhà không là chúng ta sẽ bị ngã ngay lập tức, đúng không? Đúng không? Cái phanh xe trước ấy, cái thắng trước ấy. Còn cái sau ấy là cái phanh sau. Cái phanh sau nó giống như cái trong triệt nó giống như phanh sau này này. Đó. Cái phanh sau khi mà chúng ta gặp nguy hiểm chúng ta đạp dí cái phanh sau luôn. Đúng không? Nên là sau triệt khi mà nó phát tác nó tác động là nó bóp nghẹt, nó làm cho phanh gần như là dừng hẳn cái xe của mình lại.
Nhưng cái sau triệt là cái phanh sau ấy, nửa đời đầu ấy là nó dùng nhiều quá nên nó mòn hết má phanh, nửa đời sau sau triệt nó không có tác dụng mấy nữa. Nó phanh phanh nhưng không 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 mà không lực cản nó không lớn. Được chưa? Sau tuần nó cũng thế, sau tuần nó vây hãm cả đời mình, thỉnh thoảng nó bóp 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 một cái, nhưng mà về hậu vận ấy, về sau này á thì nó cũng sẽ mòn hết. Và tuần triệt là càng về hậu vận ấy, thì càng không bị tác động. Triệt thì thường là sau ba, ví dụ như tuổi này là hỏa lục cục là sau 36 tuổi là sau triệt này mất đi. Thì cung thiên di của mình tốt là lúc đấy là mình đi nước ngoài, lúc đấy mình mới xuất ngoại được. Và sau tuần này á, là nó vây hãm cả đời mình, từ lúc sinh ra đến lúc mất đi là sau tuần nó vây hãm. Nhưng càng nửa đời sau thì nó càng không mạnh, nó vây không mạnh, nó khiến cho mình thoát được ra. Hiểu chưa? Cứ nhớ câu chuyện cái phanh xe máy trước là sau tuần, phanh xe máy sau là sau triệt, thì chúng ta sẽ mô tả được cái tác động của tuần triệt lên cái xe máy như thế nào đấy, thì dựa trên cái ví dụ của xe máy là chính xác nhất. Người nào mà tìm hiểu về tâm linh tử vi á, mà nghe được những cái việc mà thầy vừa mô tả thì người ta sẽ học được rất nhiều thứ và người ta cảm nhận được thế nào là tuần, thế nào là triệt. Rồi thầy sẽ xem cho con gái luôn nhá. Đứa con gái đầu tiên ngày sinh lịch không cần phải đọc tên đâu. Vâng, dạ sinh ngày 11 tháng 2 12 ạ. Mấy giờ? Dạ, 1 giờ 40 mấy, gần 2 giờ. Gần 2 giờ sáng hay giờ chiều? Giờ sáng, giờ 10, nửa đêm rồi bắt đầu 1 giờ sáng đó thầy. Gần 1 giờ mấy sáng. Rồi, 1 giờ mấy sáng, nhưng mà cô này sinh ra nước nào? Dạ, không sinh ở Ý luôn ạ. Ý thì cách giờ Việt Nam bao nhiêu? Cộng mấy, lấy giờ Việt Nam, cộng mấy? Là 6 tiếng, mùa hè thì kéo lại 1 tiếng, là 6 ạ, giờ 6 ạ. Rồi. Vậy cô bé đấy sinh vào giờ Việt Nam là 7 giờ 10 phút. Giờ đấy được gọi là giờ Thìn. Chắc là chưa có lá số của con gái đâu đúng không? Dạ chưa ạ. Rồi, cô gái này là mệnh thiên đồng. Cô nó nằm ở cung tuất. Bản mệnh của cô này là kiếm phong kim, cục là kim tứ cục. Và âm dương thuận lý, bởi vì mệnh cô ấy sinh ra ở cung dương thổ, gặp tuần nó thành đảo dấu thành âm, nên là nữ nên là âm dương thuận lý. Còn về ngũ hành thì cục hòa bản mệnh. Nha. Cô này mệnh thiên đồng mà lại gặp tuần thì lại hay này, thiên đồng hãm gặp tuần thì lại hay. Đây là một con bé tương đối thông minh, có hữu bật chiếu mệnh này. Có hóa quyền nhị hợp với cung mệnh này, hóa khoa chiếu mệnh này, hóa lộc chiếu mệnh này. Mệnh vừa vừa thôi nhưng mà thân tốt, thân cư tại bạch, có sao thiên lương miếu địa tại ngọ. Đây là cô gái thông minh lắm. Vâng, vâng. Cô này học ngành gì? Cô này học ngành gì đấy? Liên chuyên văn thiết bộ ngành ngành vẽ hoặc đồ hoặc ngành thiết kế mẫu mã. Rồi, 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 ok. Cô này làm ngành đấy tốt. Bởi vì mệnh thiên đồng có lại có tả hữu bật chiếu, rồi cung cung thân ấy nằm cư ngọ, có sao thiên lương miếu địa này, có sao văn xương này, phong cáo này, hoa lộc này, là những người làm kinh doanh cũng tốt, mà giáo dục cũng tốt, mà cũng là người rất là đa tài nhá. Sao hỷ thần nằm cung thiên di, rồi bạch hổ nằm cung thiên di, rồi hóa khoa hoa cái làm cung thiên di, là cái sao mà làm thiết kế thời trang sẽ thành công. Nhưng cô này
không có số xa cái nơi cô sinh lắm đâu nhá, bởi vì cung thiên di của cô ấy là cự môn hãm địa. Ok chưa? Thiên Mã nằm cung quan lộc nên là gia tài lắm. Vâng. Còn cái hãm đó, tại vì năm vừa rồi nó nói là ở Dubai Nhật đó vào đi làm tiếp viên hàng không, trả lương cao, mà cái sợ người ta khủng bố đó, thế là không cho đi. Tại vì bạn nó nói mày biết 4 ngoại ngữ thì mày đi nhiều tiền lắm, 15 ngày ăn, 15 ngày ở đi thôi, tiền bỏ không. Vậy mà cái sợ bố rồi không cho nó đi, rồi giờ qua 2 năm rồi. Đúng rồi, vì cô này cái cung thiên di của cô nó không có nên là cô không đi xa được. Âu cũng là số phận, không phải tiếc nhá. Cô này sau này cũng tương đối là có tiền, bởi vì cung Điền Trạch có sao Thiên Phủ, bình địa thôi, nhưng giàu vừa đó. Nhưng mà cung Tài Bạch của cô có Thiên Lương gặp Hóa Lộc, Thiên Lương cũng không phải là cái sao mà chủ về kiếm tiền, nhưng mà cô nó sẽ kiếm tiền một cách có tử tế, mà điếu khách mà nằm cung thân này, cô này ăn nói tốt lắm, tấu thư điếu khách văn xương này, cô này ngoại ngữ của cô ấy tốt. Dạ dạ. Rồi cô này thì từ 24 trở ra là tốt lắm, bởi vì cô đang có đại thái tuế sớm, nó đóng tròn thành lòng vòng thái tuế đóng từ 24 trở ra. Năm nay cô 25 tuổi, năm nay có đại hao, năm nay có quan lộc, năm nay đi làm rồi đúng không? Dạ dạ, đi làm rồi thầy ạ. À. Đúng rồi, cô đi làm năm nay rồi. Sang năm của cô đấy dễ là thăng chức, sang năm được thăng tiến trong công việc. Yeah. Năm nữa cô lại có sự thay đổi chuyển biến trong công việc, năm tiếp theo nữa thì cô kiếm được nhiều tiền. Yeah. Ở trong này thì cũng nói rằng bố mẹ sẽ không hạnh phúc với nhau, và người cha ấy thì phản bội người mẹ. Trong lá số có nói việc đấy. Trong lá số này thì nói rằng là mẹ sau này thân cô ấy, và cô ấy là người sẽ hào phóng, rất hào phóng với mẹ. Mẹ được nhờ dạ. Cô này đấy. Nha. Vâng, con cảm ơn thầy. Tại vì bên Tây cũng thương con việc, có đòi hỏi hơn là bên Việt Nam. Thật ra nó làm được bao nhiêu thì cho nó yếu thì nó cho, còn cũng không xin mấy. Cuộc sống bên đấy ổn định hơn hả? Nếu mà thất nghiệp người thì người ta thất nghiệp thì có trợ cấp đúng không? Không mà khi nào mình đến tuổi 65 á thì nhà nước mình mới xin, còn bây giờ mình nhỏ tuổi quá mình từ nhỏ đến lớn không có nhà nước, thầy ơi chịu à, mình xin từ đó giờ con không xin bao giờ hết. Tốt, tự lập hả? Ok, tóm lại là cô này là cô mà sẽ tương đối ổn đấy, không vấn đề gì đâu nhá. Và dạ. Cô đấy cũng sẽ sớm được tìm được một người chồng thôi. Dạ. Sớm tìm được chồng của cô thôi. Và đây là một lá số mà cung thân của cô có sao Thiên Lương nằm tại ngọ cũng rất tốt. Thế là cuộc đời cô này tương đối bằng phẳng. Rất tiếc là cô không xa nhà được thôi, mỗi cái việc đấy thôi. Con cô cũng tốt, chồng cũng tốt. Dạ. Công việc ổn định, đất cát, nhà cửa, điền sản sau này tương đối giàu. Dạ. Thân với mẹ. Ok. Dạ dạ. Rồi, cô tiếp theo. Dạ, sinh ngày 21 tháng 11 1994. 21 11 1994 à? Mấy giờ? Lúc đó đi sanh lại không có nhớ, buổi sáng 9 giờ mấy rồi thầy. Ok, 9 giờ mấy. 9 giờ mấy à, cũng là cộng với 5 tiếng hả? Mùa đông lúc nào cũng cộng 6 tiếng. À 6 tiếng à.
Rồi. Cô sinh 15 giờ 8 phút người Việt Nam. Cô này mệnh vô chí diệu, thân khư quan lộc, có thiên đồng thái âm hãm. Cô này sau này là tình duyên mới là trục trặc đây này, bởi vì cô này có sao quả tú nằm ở cung thân. Muộn chồng này, hai lần chồng này. Cô này có hai đời chồng hoặc lấy một người chồng đã có vợ rồi nhá. Cô này hay bị đau mắt này, mắt dễ bị cận này. Cận chưa? Dạ. Sao thầy nhìn thầy biết cận à thầy? Ừ. Cô này cận chưa? Đeo kính chưa? Có đúng không? Bởi vì thái dương gặp hóa kỵ, thái dương là cái mắt, hóa kỵ là đôi kính, cái kính ấy. Cộng với sao cung tần đách có sao thất sát này nữa nên là số bị cận là đúng rồi. Dạ chẳng hay cận mà tự nhiên nó lại đem kính cận. Thế là nó đi nhìn tivi từ nhỏ đến lớn, năm ra cái nghĩ nó nhìn tivi nó hơi mắt. Thấy tử vi chính xác chưa? Nhìn tử vi là biết cận à? Dạ, cái nghĩ là cha mẹ không cận mà tại sao cái ham tivi ngồi sát quá này mà mắt cận. Nữa nha, còn điều nguy hiểm hơn đối với cô này là đào hoa gặp địa không, nằm tại cung mệnh địa kiếp chiếu mệnh nữa nên là cô này dễ bị số bị cưỡng dâm. Dạ. Nên là hết sức cẩn thận nha. Dạ. Đúng rồi. May mà không gặp sao thai nằm tại cung mệnh nữa là toi đấy. Cô này sau này công việc của cô đấy không được thuận lợi lắm, phải hai lần thay đổi việc thì mới thuận lợi đấy. Cô này thì sau này không có số, không được thọ lắm, bởi vì mệnh vô chính diệu lại thân hãm phúc đức hãm. Yeah. Cô này có số không được thọ lắm, đấy là lý do. Và cô này cô ấy là nương người, là người nương nhờ vào mẹ hơi nhiều, nhờ mẹ ấy. Yeah. Đúng rồi. Cô này nên thay đổi vận mệnh của cô ấy đi, bởi vì rất nhiều sao xấu chiếu mệnh, mệnh địa không thân địa kiếp đó, rồi lại mệnh vô chính diệu thân hãm. Dạ. Cùng phúc đức lại hãm mất nên là hơi mệt một chút đấy. Mệnh vô chính diệu đắc nhị không, địa không thiên không đó. Chính vì vậy nên là cô này cuộc đời rất hay gặp những việc oan trái. Cô này hay bị oan lắm này, hay bị oan. Dạ. Rất hay bị oan, hay bị những chuyện thị phi bực mình không đâu với đâu diễn đến. Mẹ phải lo cho con gái này đi nhá. Vâng. Mà cách giải làm sao mà thầy? Phải đức năng thắng số, phải làm những việc công đức để thắng được số mệnh của cô ấy đi, hay làm việc công đức. Hay phóng sinh này. Rồi nếu mà theo đạo Phật thì đọc nhiều chú Đại Bi. Đó. Nó đi hay bố thí. Đúng mà rồi. Giống ba nó cũng không có bố thí nhiều, đâm ra mình nói thì nó hay cười. À. Nó là phải đi bên đạo thì phải đi lễ. Đúng rồi. Cơm gạo và ai nghèo xin, người ta xin thì bố thí. Không phải là không cho. Mà có dạy nó để từ từ sắp xếp nó lại. Vâng. Rồi. Lúc nào thầy sẽ email cho cái phương pháp để mà bạn ấy luyện tập để tốt hơn cho vận mệnh của bạn ấy nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy sẽ email cho. Bây giờ thầy sẽ quay gửi phim cho cái video vừa xem hôm nay để có lá số của hai đứa con nữa nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Thầy dặn vào trong đó để cho nó được hiểu đó, rồi nó tự làm. Và nó mình nói nó không nghe.
nó có dặn nó biết, dặn là ai sinh á thì một bố thí đi cho nó quen cái tập bố thí. Mà nó cái nít đó. Rồi thầy sẽ, thầy sẽ quay phim thầy gửi cho nhá. Thính nhá. Vì sóng điện thoại bây giờ kém quá, nghe bị bóng quá. Thầy sẽ gửi cho. Vâng. Rồi xin chào. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Xin chào nhá.